chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh JB Family VN USA. Để tiếp tục cuộc hành trình, hai vợ chồng mình sẽ lái xe đi tới một địa điểm tham quan hết sức nổi tiếng mang tên Valley of Fire State Park. Để tới được công viên Valley of Fire thì hai vợ chồng mình có thuê một chiếc xe. Thì tranh thủ thời tiết ở Las Vegas hiện tại đang rất là dễ chịu, và ngoài ra bọn mình muốn ngắm cảnh ở công viên được thoải mái hơn, thế nên vợ chồng mình đã thuê một chiếc xe môi trần. Valley of Fire cách thành phố Las Vegas độ khoảng 45 cho đến 1 tiếng đồng hồ lái xe. Công viên thì nằm giữa một vùng hoang mạc hết sức là rộng lớn. Ở địa điểm này, mọi người sẽ có cơ hội được ngắm nhìn sự đa dạng và kịch tính của thiên nhiên. Cảnh quan trong công viên bao gồm những hẻm núi, tranh khắc đá, hình dạng đá độc đáo và những ngọn đồi đá xoay có màu sắc hết sức là sống động. Nếu như mọi người có lái xe ở những vùng như thế này thì hãy cẩn thận, bởi vì hai vợ chồng mình một chút xíu nữa thôi là gặp tai nạn. Đôi khi lái xe cũng sẽ gặp những cái tình huống như thế này, đó là không đâu tự dưng một chú cừu núi nhảy ra. Cũng may là chồng mình lái xe hết sức là tập trung, thế nên là bọn mình đã dừng xe hết sức là kịp thời. Đây cũng là một trải nghiệm hết sức là khó quên, bởi vì đây là lần đầu tiên mà hai vợ chồng mình được nhìn những chú cừu núi hoang dã ở cự ly rất là gần như này. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi rồi mọi người ơi. Mọi người hãy cùng vợ chồng mình đi khám phá công viên Valley of Fire nha. Lần đầu tiên khi nhìn thấy và được đến thật là gần những ngọn núi như thế này, mình có một cảm giác hết sức là kỳ lạ, giống như là hai vợ chồng mình đang ở trên sao hỏa vậy. Đây là chuyến hành trình mà hai vợ chồng mình đã mong đợi từ rất là lâu. Được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ và sự kỳ diệu của tự nhiên khiến hai vợ chồng mình thực sự là choáng ngợp. Thank you.
hành trình của hai vợ chồng mình ở Valley of Fire chưa kết thúc. Tuy nhiên, bởi vì video đã dài, thế nên mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Nếu như mọi người có thích video này, xin hãy ấn like và chia sẻ video dùng gia đình mình. Ngoài ra, mọi người đừng quên ấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hành trình tuyệt vời của hai vợ chồng mình ở Valley of Fire. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you next time. Bye!